Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, theo nguồn tin từ Việt Catholic News, thông báo của Tòa Thánh về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha Francisco đã phải nhập viện khẩn cấp do suy hô hấp đột ngột xảy ra vào chiều thứ Tư, ngày 29 tháng 3, ngay sau bữa trưa. Đức Thánh Cha đang ở trong căn hộ của mình, phòng 201 trên tầng 2 của Casa Santa Marta, khi căn bệnh xảy ra khiến Ngài phải nhập viện ngay lập tức tại Bệnh viện Gemelli. Ngài đã được đưa đi bằng xe cấp cứu. Vatican cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã nghỉ ngơi tốt trong đêm đầu tiên sau khi được đưa khẩn cấp đến Bệnh viện Agostino Gemelli và đang dần hồi phục trong ngày thứ 5 sau khi nhập viện vì bị nhiễm trùng đường hô hấp. Hiện nay, Ngài ở trong căn phòng trên tầng 10 dành riêng cho các giáo hoàng. Đức giáo hoàng ngay lập tức được điều trị bằng kháng sinh kéo dài vài ngày. Do đó, Vatican đã nhanh chóng chuẩn bị kế hoạch B cho tất cả các cử hành tuần thánh. Có thể đoán trước là không có sự hiện diện của Đức Francisco, người chủ trì các cử hành phụng vụ cấp giáo hoàng, Đức ông Diego Ravelli đã xác định một số hồng y sẽ thay thế Đức giáo hoàng trong nhiều nghi thức phụng vụ đã được lên lịch. Đức Hồng Y Leonardo Santri, nguyên Tổng trưởng Thánh bộ các giáo hội Đông Phương và Phó Niên trưởng Hồng Y đoàn sẽ cử hành Thánh lễ Chúa Nhật lễ lá ngày 2 tháng 4 tại Quảng trường Thánh Phaero. Vị giáo hoàng 86 tuổi, người đã bị cắt bỏ một phần phổi khi còn trẻ, đã ăn sáng, đọc báo và làm việc trong phòng bệnh của mình tại Bệnh viện Gemelli ở Rome. Theo một tuyên bố từ ông Matteo Bruni, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh. Trước bữa trưa, Ngài đến nhà nguyện nhỏ trong phòng riêng, nơi Ngài tập trung cầu nguyện và lãnh nhận bí tích thánh thể, thông cáo cho biết. Đức Thánh Cha Francisco đã phải nhập viện hôm thứ Tư sau khi bị khó thở trong những ngày gần đây và được chẩn đoán bị nhiễm trùng đường hô hấp, mặc dù không phải COVID-19. Vatican cho biết Ngài sẽ ở lại điều trị vài ngày. Các buổi tiếp kiến của Ngài đã bị hủy bỏ cho đến hết ngày thứ Sáu. Đức Francisco dự kiến sẽ cử hành Chúa Nhật lễ lá vào cuối tuần này, nhưng không rõ tình trạng sức khỏe của Ngài sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc cử hành tuần thánh của Vatican, bao gồm thứ năm tuần thánh, thứ sáu tuần thánh, đêm vọng phục sinh và cuối cùng là Chúa Nhật phục sinh vào ngày 9 tháng 4. Đây là lần nhập viện đầu tiên của Ngài kể từ khi Đức Thánh Cha cắt bỏ 33cm ruột kết và trải qua 10 ngày tại Bệnh viện Gemelli vào tháng 7 năm 2021. Ngài cho biết, ngay sau ca phẫu thuật, Ngài đã hồi phục hoàn toàn và có thể ăn uống bình thường. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn ngày 24 tháng Giêng với hãng tin AP, Đức Thánh Cha Francisco cho biết bệnh túi thừa hay chỗ phình ra ở thành ruột đã quay trở lại. Trước khi nhập viện hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha đã xuất hiện với phong độ tương đối tốt trong buổi tiếp kiến chung theo lịch trình thường xuyên của Ngài, mặc dù Ngài nhăn nhó rất nhiều khi ra vào chiếc Pop Mobile. Đức Thánh Cha Francisco đã sử dụng xe lăn hơn một năm do căng dây chằng ở đầu gối phải và một vết nứt nhỏ ở đầu gối. Mặc dù gần đây, Ngài đã chống gậy để đi lại nhiều hơn là ngồi xe lăn. Đức Thánh Cha Francisco cho biết, Ngài từ chối phẫu thuật các vấn đề về đầu gối vì Ngài không phản ứng tốt với việc gây mê toàn thân trong cuộc phẫu thuật đường ruột năm 2021. Theo một nguồn tin khác từ Vatican News, sức khỏe của Đức Thánh Cha đang khá hơn, Ngài có thể xuất viện trong vài ngày tới. Sau thông cáo vào trưa thứ Năm ngày 30 tháng 3 năm 2023, cho biết sức khỏe của Đức Thánh Cha đang khá hơn. Chiều tối cùng ngày, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha được điều trị bằng kháng sinh và đáp ứng tốt và có thể xuất viện trong vài ngày tới. Vào trưa ngày 30 tháng 3 năm 2023, cập nhật thông tin về sức khỏe của Đức Thánh Cha, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh Matteo Bruni nói với các ký giả rằng, trong đêm vừa qua, Đức Thánh Cha đã nghỉ ngơi tốt. Ông cho biết rằng, các kết quả khám sức khỏe và kiểm tra cho thấy sức khỏe của Đức Thánh Cha đang cải thiện và Ngài đang tiếp tục phác đồ điều trị. Thông cáo cũng cho biết, sáng nay, sau khi ăn sáng, Đức Thánh Cha đọc một số tờ báo và tiếp tục công việc. Trước bữa trưa, Ngài cầu nguyện trong một nhà nguyện riêng trong bệnh viện và rước mình Thánh Chúa. Trong thông cáo vào tối ngày 30 tháng 3 năm 2023, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, trong buổi chiều, Đức Thánh Cha đã nghỉ ngơi, cầu nguyện và xem xét một số công việc.
Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.